Kính chào quý vị, Phương Thủy rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 9 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, hàng chục giờ mưa đầu mùa hè khắc nghiệt mà người dân địa phương quen gọi là nước thuyền rồng đã nhấn chìm nhiều khu vực ở hai tỉnh Quảng Tây và Quảng Đông của Trung Quốc. Theo Reuters, mưa lớn không ngừng trút xuống khu vực phía Tây Nam Trung Quốc và gây ra lũ lụt ở một số thành phố, nhấn chìm nhiều con đường và một phần các tòa nhà với lượng mưa vượt quá kỷ lục trước đây. Thành phố Bắc Hải ở tỉnh Quảng Tây có lượng mưa đạt 614,7mm chỉ trong 24 giờ đầu tiên, tính đến 5 giờ sáng theo giờ địa phương, khiến những chiếc ô tô trên đường chìm một nửa, nước xối xả tuôn xuống cầu thang của các tòa nhà cao tầng trong khi lính cứu hỏa chạy đua giải cứu người dân. Theo các video lan truyền trên mạng xã hội, theo CCTV cho biết, các chuyến phà từ Bắc Hải đến đảo Phi Châu gần đó bị đình chỉ hoàn toàn từ trong 3 ngày, kèm theo cảnh báo về gió mạnh và mưa lớn ở ngoài khơi bờ biển phía Nam Trung Quốc. Thành phố Ngọc Lâm gần đó, nằm ở phía Tây tỉnh Quảng Đông, đã đón nước thuyền rồng bằng 35 giờ mưa liên tiếp, trong khi nhiều ngôi làng và thị trấn quanh đó vẫn ngập trong nước lũ. Cơ quan thời tiết Trung Quốc cho biết, mưa sẽ tiếp tục diễn ra ở miền Nam Trung Quốc trong những ngày tới. Trong khi phía đông bắc đất nước dự kiến hứng chịu những cơn dông bão bất ngờ, Trung Quốc ngày càng hứng chịu nhiều đợt thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu. Ngày trước đợt mưa kỷ lục này, tỉnh Quảng Tây đã phải chịu hạn hán kỷ lục trong tháng 5, với lượng mưa giảm xuống thấp nhất trong vòng 60 năm. Tỉnh Hà Nam, vựa lúa lớn nhất của Trung Quốc, cũng hứng lượng mưa lớn gần đây khiến lúa không thể mọc mầm hoặc bị bệnh, dấy lên lo ngại về an ninh lương thực. Vào lúc 13 giờ ngày 30 tháng 7, một mỏ than Lộ Thiên ở An Sa, Nội Mông, Trung Quốc đã xảy ra vụ sập trên quy mô lớn. Tới nay, ghi nhận 2 người chết, 6 người bị thương và 53 người mất liên lạc. Theo một đoạn video, thời điểm mỏ than An Sa sụp đổ, đất đá trên núi trượt xuống và bụi tung lên, nhiều phương tiện cơ giới bị nuốt chửng. Người chứng kiến kêu lên, xong rồi, cả ngọn núi sụp rồi. Theo Tân Hoa Xã, vào khoảng 13 giờ ngày 30 tháng 7, một vụ sập quy mô lớn đã xảy ra tại mỏ than Lộ Thiên của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp than Tân Tỉnh ở An Sa, Nội Mông. Vụ tai nạn đã làm 2 người chết, 6 người bị thương và 53 người mất tích. Ban tuyên truyền An Sa, Nội Mông nói với Nhật báo Bắc Kinh rằng, vào chiều ngày 30 tháng 7, một vụ lở đất đã xảy ra tại khu vực khai thác của công ty than Tân Tỉnh, khiến nhiều người công nhân và phương tiện bị chôn vùi. Hiện 8 người bị mắc kẹt đã được giải cứu, trong đó có 2 người không còn dấu hiệu sinh tồn. Công tác cứu hộ đang được tiếp tục. Vào tối ngày 30 tháng 7, một nhân viên của công ty than Tân Tỉnh nói với tờ The Paper rằng, trước khi xảy ra tai nạn, mỏ than đang hoạt động bình thường. Theo ước tính sơ bộ, khu vực bị sập dài khoảng 400 mét. Một công nhân khác cho biết, mỏ than luôn trong tình trạng hoạt động và không ngừng khai thác ngay cả trong dịp Tết. Hiện tại đã có máy bay không người lái tại hiện trường để đo diện tích bị sập. Về việc có bao nhiêu người đang trong ca lúc đó và bao nhiêu người đã bị vùi lấp, nhân viên này cho biết không tiện tiết lộ. Tờ tin tức Bắc Kinh News đưa tin rằng vào tối ngày 30 tháng 7, một người phụ trách cục quản lý khẩn cấp của khu phát triển kinh tế và công nghệ Changji ở An Sa thông báo rằng, theo camera giám sát tại hiện trường, vụ sập xảy ra vào khoảng 13 giờ 12 phút ngày 30 tháng 7. Hiện lực lượng cứu nạn có 9 đội với hơn 350 người. Một người nắm rõ tình hình cho hay hầu hết những người bị chôn vùi là công nhân lái xe. Hiện tại, Chi cục Nội Mông của Cục Quản lý An toàn mỏ nhà nước Trung Quốc đã khởi động hệ thống phản ứng cấp 1 để giải cứu các nạn nhân trong tai nạn sập mỏ này. Nhiều đội cứu hộ đang gấp rút tới chi viện. Theo tờ báo Đại Hà của Trịnh Châu vào năm ngoái, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp than Tân Tỉnh Nội Mông đã bị xử lý hành chính do hai nhân viên an toàn mỏ và công ty không có chứng chỉ làm việc đặc biệt. Người phụ nữ mỏ than đã không điền hồ sơ giao ca theo quy định, không giải trình về sự tồn tại của các mỏ cũng như các vấn đề liên quan đến an toàn lao động. Theo thông tin trên Tianancha, một nền tảng truy vấn thông tin doanh nghiệp ở Trung Quốc đại lục, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp than Tân Tỉnh Nội Mông được thành lập năm 1999 với số vốn đăng ký là 50 triệu nhân dân tệ. Công ty này đã bị nhiều tòa án nội địa liệt vào danh sách doanh nghiệp có điểm tín nhiệm xã hội thấp và bị hạn chế các khoản chi tiêu lớn. Có cư dân mạng Trung Quốc bình luận, mỏ Lộ Thiên này là nguy hiểm nhất, trông có vẻ không sao. Nhưng một số mỏ dưới lòng đất đã tự cháy nên chỗ đó sẽ bị rỗng. Tôi cũng làm việc trong mỏ Lộ Thiên, nếu bị rơi xuống gần như không có khả năng sống sót. Nội Mông mùa này còn rất lạnh, nếu không kịp thời được cứu ra ngoài thì sẽ chết cóng.
nhiều trận bão đã ập đến Hồ Nam kể từ đầu tháng này. Một số trạm quan trắc đã báo cáo lượng mưa ở mức lịch sử, khoảng 1,8 triệu người đã bị ảnh hưởng ở các tỉnh miền núi, nông thôn, trong khi hơn 2.700 ngôi nhà bị hư hại hoặc sập hoàn toàn. Lượng mưa ở tỉnh Hồ Nam năm nay đã tăng hơn 20% so với mức trung bình kể từ khi bước vào mùa lũ, đặc biệt kể từ ngày 28 tháng 7, cao gấp đôi so với những năm trước. Tính đến ngày 6 tháng 7, thiệt hại kinh tế trực tiếp tại tỉnh Hồ Nam đã lên tới hơn 4 tỷ nhân dân tệ, tương đương 600 triệu đô la Mỹ. Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo về nhiều trận mưa như chốt nước sẽ xảy ra ở Quảng Tây và các tỉnh lân cận như Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải Nam, Tứ Xuyên, Trùng Khánh và Vân Nam. Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc thường xuyên hứng chịu lũ lụt trong những tháng mùa hè, đặc biệt là ở khu vực miền Trung và miền Nam. Trận lụt tồi tệ nhất của Trung Quốc trong những năm gần đây là vào năm 1998, khi hơn 2.000 người chết và gần 3 triệu ngôi nhà bị phá hủy, chủ yếu dọc theo sông Dương Tử, con sông lớn nhất Trung Quốc. Ngày 2 tháng 8, đỉnh lũ thứ nhất trong năm nay ở Trung Quốc đã kéo đến vào khu vực giữa dòng sông Trường Giang, còn được gọi là sông Dương Tử. Con sông này dài hơn 6.400 km, chảy dọc theo khu vực miền Trung và bờ phía đông của Trung Quốc tại thành phố Nhạc Dương thuộc tỉnh Hồ Nam. Giới chức cảnh báo mực nước sông đã dâng cao trên mức báo động, có nghĩa là vỡ đê có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong khi đó, các hồ chứa lớn nhất của Trung Quốc gồm có hồ Động Đình và hồ Bà Dương đều có mực nước cao trên mức báo động từ nhiều ngày nay. Đây là hai hồ nước nằm trong khu vực thoát nước của sông Trường Giang và sông Hoài dài khoảng 1.078 km. Trong lúc phần lớn lưu vực ven bờ các con sông của Trung Quốc đã trải qua trận lụt lịch sử kể từ đầu hồi tháng 6, các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc lại biến mất khó hiểu. Chưa có quan chức cấp cao nào đến thăm các khu vực thiên tai, dù trước đó những người tiền nhiệm đã từng thực hiện những việc này để tạo động lực cho các nỗ lực cứu trợ thảm họa của chính phủ. Ngày 3 tháng 8, giới chức cảnh báo rằng mưa lớn sẽ tấn công miền Bắc Trung Quốc, có thể gây ra lũ lụt nặng nề tại các con sông Hải Hà, Hoàng Hà và Tùng Hoa. Do lũ lụt ít xảy ra tại miền Bắc Trung Quốc, nên chính quyền đã yêu cầu cư dân ở phía Bắc và Đông Bắc Trung Quốc, đặc biệt là những người sống ở lưu vực sông Hoàng Hà và sông Hoài, cần chuẩn bị khẩn cấp trong trường hợp xảy ra thảm họa. Kể từ ngày 2 tháng 8, các nhà chức trách cho biết hàng triệu người từ 27 tỉnh của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt kể từ đầu tháng 6, trong đó có 158 người đã chết hoặc mất tích, còn 3,76 triệu người đã bị mất nhà cửa. Trong những tuần gần đây, chính quyền và một số khu vực thuộc miền Trung Trung Quốc đã cho xả nước mưa tích tụ ở các con sông và hồ chứa vào khu vực nông thôn để bảo vệ các thành phố khỏi bị nước lũ nhấn chìm. Tuy nhiên, người dân địa phương nói với The Epoch Times rằng động thái này thường được thực hiện mà không có thông báo trước. Trong những trường hợp như vậy, rất khó để đánh giá thiệt hại thực sự và con số thương vong. Bộ ứng phó khẩn cấp cũng đã tổ chức một cuộc hội thảo vào ngày 2 tháng 8 kêu gọi chính quyền địa phương ở lưu vực sông Trường Giang và sông Hoài cần đảm bảo an toàn cho các con đập ở địa phương. Hứng chịu mưa lớn sau nhiều tuần liên tiếp, các con đập đang đối mặt với những nguy cơ sạt lở đất, sụt lún, nước tràn đường ống và vỡ đập. Để đảm bảo sự vẹn toàn cho các con đập này, bộ này đã chỉ đạo các chính quyền địa phương sắp xếp cho người dân tuần tra quanh con đập 24/24 giờ. Vào lúc 8 giờ tối ngày 2 tháng 8, đỉnh lũ thứ 3 đã tấn công vào đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất Trung Quốc. Theo tờ báo trực thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc Trường Giang Nhật Báo, mực nước ở hồ chứa Tam Hiệp vẫn đang dâng lên kể từ lúc đó. Đến cuối ngày 4 tháng 8, đỉnh lũ đã đi qua lưu vực của con đập và di chuyển đến khu vực ở đoạn giữa của sông Trường Giang. Cùng với đó, đô thị Trùng Khánh nằm ở thượng nguồn con sông tuyên bố rằng tàu thuyền có thể hoạt động trở lại. Trước đó, vào hôm 1 tháng 8, chính quyền thành phố đã cấm tất cả tàu bè hoạt động trên sông do mực nước dâng cao. Dù thành phố Vũ Hán thuộc phủ của tỉnh Hồ Bắc nằm ở đoạn giữa sông Trường Giang có báo cáo mực nước sông lên cao hơn, nhưng đến cuối ngày 4 tháng 8, đỉnh lũ vẫn chưa tràn đến khu vực này. Tuy nhiên, mực nước trên sông Hàn dâng cao và tràn cả vào đoạn sông Trường Giang ở Vũ Hán, có thể khiến nước dâng cao ở khúc sông Trường Giang này. Ủy ban sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo rằng khu vực thượng nguồn sông Trường Giang ở tỉnh Tứ Xuyên cũng như giữa dòng sông ở giữa tỉnh Hồ Nam và Giang Tây sẽ tiếp tục có mưa lớn trong vòng 24 giờ tới. Sau đó, Trung tâm tiếp tục đưa ra cảnh báo rằng phía đông và nam tỉnh Tứ Xuyên, tây nam tỉnh Giang Tây và đông nam tỉnh Hồ Nam có thể xảy ra sạt lở đất. Tại các khu vực có các con sông nằm ở trung và lưu sông Trường Giang, quan chức địa phương báo cáo rằng mực nước sông đã dâng đến đỉnh mức báo động. Tiếp tục đối mặt với mưa lớn và đỉnh lũ thứ ba có thể khiến những khu vực này dễ bị lũ lụt nghiêm trọng.
Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc và chính quyền địa phương hôm thứ Hai thông báo hàng ngàn người đã được sơ tán khỏi một số tòa nhà chung cư cao tầng ở thành phố Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc trong những ngày gần đây. Nguyên nhân là do đất bị sụt lún tạo nên những vết nứt dài trên đường phố. Các vết nứt lớn xuất hiện tại những con đường gần một khu dân cư ở quận Jinan. Theo chuyên gia địa chất, chúng có thể được hình thành bởi các hốc ngầm dưới độ sâu 1.300m. Thời báo Hoàn Cầu cho biết tính đến hôm nay, tổng cộng 3.899 cư dân từ ít nhất 3 tòa nhà cao 25 tầng đã được sơ tán đến các khách sạn lân cận. Hàng ngàn người đã được sơ tán khỏi một số tòa nhà chung cư cao tầng ở thành phố Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc. Nhà chức trách Thiên Tân mô tả đây là một thảm họa địa chất xảy ra đột ngột. Các chuyên gia địa chất và một số cơ quan chính phủ đã tiến hành khảo sát, lập bản đồ và giám sát khu vực bị ảnh hưởng. Tình trạng này cực kỳ hiếm gặp. Một chuyên gia địa chất chia sẻ, nhà chức trách Thiên Tân không loại trừ khả năng khoan giếng điện nhiệt khiến đất bị sụt lún tạo nên những vết nứt dài. Các chuyên gia cho biết các tòa nhà cao tầng đối diện cũng bị ảnh hưởng nhưng với mức độ khác nhau. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy những con đường bị vênh và gạch từ ít nhất một tòa nhà rơi xuống sàn. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về hoạt động xây dựng an toàn ở Trung Quốc. Bắc Kinh đã thực thi các quy tắc và chính sách chặt chẽ hơn, đồng thời đề ra hình phạt nặng đối với việc quản lý bất động sản lỏng lẻo. Ngoài ra, theo Reuters, chính phủ Trung Quốc gần đây tổ chức một số cuộc họp cấp cao về ứng phó thảm họa địa chất. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!